Ở rồi giải lao thì tôi đi library và tôi làm cái gì với quyển sách? À, tôi đánh quyển sách hả? Rồi. Tôi nghe quyển sách nói. Cô nói này, cái bài số 2 là mã các bạn chia động từ trong ngoặc nhá. Thì hiện tại đơn nhá. Do you go? Do you very good. Very good. Very good. Thì nó đọc đúng rồi, cô very good thôi. Cô hai đứa nào đọc đúng cô very good thôi. Do. 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 No, 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 no. Number 2 thì có bạn, ba bạn này chưa học, Su làm được nha. Su đọc đáp án cho các bạn coi. Edwin. Very good. Thì hiện tại tiếp diễn các bạn sẽ được học trong bài số 4. Trong unit 4 các bạn chuẩn bị được học rồi. Cái bài dễ mà. Nhưng mà do chương trình nó chưa học nên bọn nó chưa học thôi. Nhá. Câu 2 là thì hiện tại tiếp diễn các bạn chưa được học, các bạn sẽ sắp được học rồi. Các bạn đọc ghi đáp án trong cô thôi là A. Doing cho cô, bởi vì đây là thì hiện tại tiếp diễn diễn tả một hành động đang xảy ra. Ví dụ Lì đang học bài, Châu đang chơi với mèo, Quyên đang đi hẹn hò, anh Tơ đang bấm điện thoại. Tôi đọc lại chơi cơ mà. Thì tôi chia là Ania đọc từ thêm anh. Nói chung có nhiều. Em nghĩ họ A doing Mỹ Nhật Duy Lịch Sai. Rồi viết vô. Viết vô A doing. A doing. Còn câu số 1. Câu số 1 là gì? Nói tôi nghe. Câu số 1 là tại sao các bạn xài đu đầu câu? Bởi vì đây là câu nghi vấn mà you là chủ có số nhiều. Là ghi chưa? Câu số 1 là do you go. Do you go. Ủa? Con nhỏ này đã ngắn bao nhiêu chưa? Qua bài này là chị đang ở trên trời thì rớt xuống hình tôi gái. Đây 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 đây. Đây con trên trời. Con này không theo dõi gì cả. Con đẹp một cái. Không theo dõi gì hết. Rồi câu 1 là do you go viết vào. Viết do phía trước. Mày mày. Đây nè, đây nè, nhìn thấy chưa? Nhìn vào đây viết chúng tôi quay xuống đây cho tôi cái. Quay xuống, quay xuống, quay xuống. Quay xuống đây, quay xuống đây nè. Quay xuống. Chinh hết chỗ của ta đấy. Nha. Do you go? Cho nó quay xuống, nó nhìn đây con. Này, do you go này, viết đi. Viết. Câu 2 là A doing. Câu 3 là Châu. Giáo viên của tôi sống trên đường Nguyễn Nghiệm. Nguyễn Nghiệm. Nào, đọc cho tôi coi. Châu mà không làm được là có xuống gõ đầu. Liver. Hả? Liver sao? Liver. Phải làm gì không? Có làm gì không hay giữ nguyên? Chủ ngữ số nhiều số ít cho tôi nghe. Số ít. Giáo viên của tôi ở đây có không có sờ thì sao? Tức là một giáo viên thôi. Số ít thì động từ phải thêm gì vô? Thêm sờ vô thôi. Liver sờ cho tôi. Có số 4 là lì không làm được là có gõ đầu. Tại sao Ethan nói nghe? Tại sao Ethan nói nghe? Tại sao con xài y mà con không xài động từ to be am ea? Chọn cái nào? Con phải phân tích là danh từ số nhiều hay số nhiều số ít hay đằng sau. Đằng sau là danh từ số nhiều hay ít. Hoa. Bông hoa số nhiều như thế này thì các bạn phải xài a rồi, mà a thêm nốt vào đọc là gì? A không đọc an dần nha, đọc ant. Viết vô, viết vô, viết vô. Rồi, hiểu chưa? Thì thêm mà không làm được chết tôi. Tiếng Anh nó vô vàng, nó bao nhiêu thứ để mình mới học được con. Vậy cô Minh Thu bạn nói là tiếng Anh trường ngôn hay khó. Trần Phú gì? Trần Phú xong rồi mà. Tại vì đường Trần Phú là học giáo trình khác, còn mấy trường kia học giáo trình dễ hơn. Thì trường mình nó chưa có nhiều tài liệu. Sao bị không cho con cái trường mình dễ hơn? Bài vô cả. Không, sang năm là học sách kia rồi, sang năm là nhảy sang giống trường kia. Năm nay học sách này thôi, sang năm này nhảy sang sách kiểu giống con bo kìa đấy. Và bọn nó đang cứ hờ, đang lơ lửng trong không trung. Ủa con thấy gì đâu? Sách khác mà con. Sách màu. Sách Globo. Bọn con là giáo trình. Ngoài ơn. Còn bọn này Su, Su. Đây, Globo sắp xét. Sách màu, cho nên nó có chữ này. Sách màu. Su cho mừng mút đi. Sách này mình đúng không? Nhưng là bọn bo này bị nó rất là Covid đúng không? Chưa xài được cái học đại nhất gì hết. Nó tại vì bạn ăn chơi nó chơi cùng cháu cháu giàu và năm nay đang lơ lửng ở trong không trung cho để mình đang ở vũ trụ nào đấy, nó đang ở gần hố đen vũ trụ, sắp cuốn hố đen thôi chắc không có chỗ ở nha, coi chừng nha, bị cuốn vào hố đen vũ trụ giống anh Bo nha. Thấy anh Bo đen thùi lùi chưa? Mà quần áo đen thùi lùi chưa? Này con nhỏ này sắp vào rồi đấy, sắp tới hố đen vũ trụ rồi, không hiểu bài gì hết là chết rồi. Ơi, mai đừng mặc màu đen nó xui lắm nha. Con đi từ đâu chứ? Thì con chuẩn bị vào hố đen. Hai anh em vào hố đen. Xuống bài dưới. Bút nào? Bút làm đâu cô? Bút còn đâu? Bút còn hết mực rồi. Hết kịp mực luôn rồi. Bút của mất luôn hết rồi đấy.
đúng ngu. Rồi đó là đôi tôi. Rồi làm đi. Đọc bài dưới cho cô. Đây là Thuận này. Anh ta bao nhiêu tuổi? Các bạn đọc lướt qua cái đoạn văn đi. Did it Thuận? He is 11 years old. He is in grade 6. His family has 4 people. His parents, his sister and Thuận. Tập trung vào. They live in a house near the Red River. There are flowers and trees in front of the house. Behind his house, there is a big garden in the neighborhood. There is a school, a market, a bookstore, a drugstore, and a movie theater. There is a river paddy and a lake near his house. Rồi. What is his name? How old is he? Trả lời như thế nào cho đúng? His name is Thuận. Đúng rồi. Ok, biết rồi. His name is Thuận này. Chấm. He is 11 years old. Viết vô đi. His name is Thuận. He is 11 years old. Đó là câu số 1. Sau các bạn sang câu số 2 nhé. Which grade is he in là hỏi cái gì? 6. Trả lời sao? Lớp 6 thì phải ghi cả cây nữa, cả cả một câu. Grade 6, ok. He is in grade 6. He is in grade 6. He is in grade 6 nhá. Câu số 3 bạn nào dịch được câu 3? Câu 3 là câu hỏi nhá. Và y đứng đầu câu như này các bạn sẽ hỏi là câu hỏi Z no nhá. Vườn của anh ấy có to không? No gì? No, no gì? Nếu mà biết no rồi thì no gì? No, 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 no. Bạn nào biết câu 4 là câu gì, hỏi gì và trả lời như thế nào? Có ide, có một cái gì? Có một cái chợ ở trong neighborhood của anh ấy phải không? Có không? Có chợ không? Đọc bên trên xem có market không? Số có market trong đoạn văn không? Cái dòng cuối, gần cuối. Có. Có và trả lời Z, Z gì? Z, Z gì? Đúng rồi, có D thì phải là D á. Z, D, I. Z, D, I nhá mấy bạn. Châu làm kịp không? Yes, there is. Câu số 5 đi. What is there in the neighborhood? What is there in the neighborhood? What dịch câu nào cho cô cái gì đây? What là cái gì? Có cái gì trong neighborhood của anh ấy? Đâu có cái gì trong neighborhood của anh ấy? Các bạn sẽ chép từ đâu tới đâu cho nó cùng nghe. Ờ đúng rồi. Đúng, copy nguyên cái khúc đó. There is a school, a market, a bookstore, a drugstore, a movie theater. Quạt vô. Cọp vô cho cô. Nha, cọp vô. Lên thớt. Xong chưa? 2 giờ. 2 giờ, học thì chưa xong rồi đại gì? Xong chưa? Xong bài viết cho cô đi nha, để cô xuống anh Bo chứ. Anh Bo đang bị mất tập trung, mất kiên nhẫn. Và sắp rơi vào hố đen vũ trụ. Anh đang phát tín hiệu SOS. Rồi. Cô lại phải đi cứu giỏi. Cô phải đi xuống cứu rỗi linh hồn của nó. Nghe cái chữ đúng rồi, chết đi ngay. Rồi, ok. Câu 1. Châu. Ngồi đó mà camera. Đọc câu 1 thôi, sắp xếp. No. Không đọc được là cô gọi. Hoa đơ, không quốc. Hoa này. Đơ này. Không quốc. Đơ này. How suộc, phải có chữ đơ chứ sao? Đơ, after. Đơ, how suộc này. After school. Nhớ chưa, đọc lại cả câu. Hoa đơ, the house work after school. Hoa làm việc nhà sau giờ học. Thấy Hoa chăm chỉ không? Câu số 2. Câu số 2, ngồi đó ra rẻ mai làm cho mẹ đi. Câu số 2 các bạn. Câu số 2 như thế này, không có chấm hỏi gì hết trơn. Các bạn sẽ để DA đầu câu. DA cái gì? DA. Mùi gì hôi vậy? Người con mụ mèo ấy. DA gì? Hôi cả mũi. Có mùi gì đâu thơm không? Thơm đấy chứ. DA gì? Có nhiều hoa. Có nhiều hoa trong công viên. Có nhiều hoa và cây trong công viên. DA many? Flower và cây. DA many flower and tree in the park.
There are many flowers and trees in the park. Bạn Châu biết kịp không? There are many flowers and trees in the park. Có rất nhiều hoa và cây trong công viên. Nhá, viết nhanh, chị quên. Rồi mấy bạn kia xuống dưới hoàn thành câu thêm từ vào chứ không phải sắp xếp. Và các bạn chú ý đến cái thì của nó là thì hiện tại đơn nhá. Thì hiện tại đơn các bạn thêm thì, các bạn chia động từ cái gì đấy các bạn thêm vào. Rồi cho các bạn vài phút để suy nghĩ. Bọn họ thường tập thể dục buổi sáng đấy. Thế các bạn nhớ, cái từ tập thể dục có thiếu từ gì các bạn phải thêm vào. Thiếu từ gì? Thiếu động từ gì? Tập thể dục phải có gì số? Đu. Đúng rồi. Rồi câu 2 ấy. Play cursor. Và trong đội bóng của trường thì các bạn phải để cái giới từ gì trong? In, đúng rồi. Rồi, Thu đọc câu 1 cho mẹ nghe. They often do morning exercise. Đúng rồi, they often do morning exercise. Câu số 2 bạn Châu đọc cho cô. Câu số 2 Châu. Nam play football phải sao con? Play Nam là chủng một số ít thì play phải sao? Play. Thêm gì vô? Chủng một số ít thì động từ phải sao? Mới đó mà quên hết hiện tại luôn rồi. Hả mấy chị? Chủng một số ít thì động từ thêm S hoặc ES vào. Nói tiếng Anh thì mấy đứa không hiểu đâu, lên lớp mấy đứa nghe, ráng nghe tiếng Anh trên lớp đi nha. Ở đây phải giảng tiếng Việt thì mới hiểu bài được. Mấy cô có nói tiếng Anh không? Không. Ở mấy trường khác mà cô nói toàn tiếng Anh, mấy đứa nghe không hiểu gì hết á. Mấy chị mà hồi học đây nè, học trường Nguyễn Du á, nói toàn tiếng Anh nghe không nổi luôn. À, lớp bao giờ nói toàn tiếng Anh hả? Chắc là lớp lớn nói tiếng Anh, lớp 6 chắc chưa đâu, lớp 6 còn nhỏ quá. Nam play thêm sờ vô, nghe chưa? Nam play thêm sờ vào. Bây giờ nói tiếng Anh cho mấy đứa ngồi chết tươi tại chỗ luôn nha. Xịt keo. Cô chỉ nói là album yellow. Xong rồi xịt keo cứng đơ. Cô Thu có nói tiếng Anh không? Hả? Chúng nó có nói tiếng Anh không? Bà cô Campuchia. Không nói hả? Nam play football in hit in the school team. Thêm chữ đờ vào Thu ơi. Nam play football in the school team. Nhớ chưa? Nam play football in the school team. Rồi sang cái đề tiếp theo. Tập làm gọi là mình đang luyện mấy kỹ năng làm đề nhá. Hai đứa về đúng không? Có kiểm tra từ vựng không? Không. Chứ mấy đứa có nhớ đâu.